Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp 3 của cháu, chị bạn thân thiết đang chụp với bé. Ở bên Mỹ này, cái lễ tốt nghiệp nó rất là quan trọng, nó thể hiện lên sự trưởng thành của một người. Trong thời gian học từ lớp 1 cho tới lớp 12, cho tới đại học luôn thì có 3 lễ tốt nghiệp quan trọng. Cái thứ nhất là lễ tốt nghiệp lớp 5, lễ tốt nghiệp lớp 12 và lễ tốt nghiệp đại học. 3 cái lễ tốt nghiệp này thể hiện sự trưởng thành của từng lứa tuổi. Cái dáng chụp hình của chị chủ nhà quá sức là đẹp. Brian mà tới nhà của chị bạn chơi là thích nhất là cái tủ rượu với lại cái tủ cá mọi người. Đẹp mê, trời ơi, nhìn cái tủ rượu nó sang mà nhìn là đắt tiền quá trời đắt tiền. Mê con chó mà như con heo. Cái tướng đi làm sao xuyến bao nhiêu anh đây không biết. Anh chủ đẹp trai. Chủ nhà đẹp trai. Review đoàn. Gửi nó xem người ta. Wow, thì thôi quay. Chả giò. Cánh gà chiên mắm hả? Sườn chiên khoai tây nữa. Hấp dẫn quá trời. Ăn tiệc ở Mỹ thì cũng rất là thoải mái nha mọi người. Ăn kiểu giống như buffet. Đồ ăn có hết ở trên bàn. Mọi người ai muốn ăn cái gì đo tự gấp tự ăn. Còn ở Việt Nam là phải chia ra từng bàn, một bàn 10 người ngồi rồi bỏ ra từng món thì cầu kỳ hơn. Bên này thì mình làm cho nó nhanh gọn lẹ, dọn dẹp cũng dễ dàng nữa. Ăn là ăn bằng cái đĩa giấy, ăn xong vứt luôn, không cần phải rửa. Vừa tiết kiệm thời gian mà không cần phải dọn dẹp nhiều, có thể ăn nhậu thoải mái. Đây, bây giờ là tới lượt mình nha, gấp những cái món ăn mình yêu thích. Mình thích nhất là món gỏi nên mình sẽ gấp món gỏi thiệt là nhiều. Có thêm cái cây chua chua dồn dồn, cây tiếng vua á mọi người. Ăn cực kỳ ngon luôn. Đó, phải có bánh phồng tôm ăn với salad là hết sức nhất nách. Mỗi thứ mình gấp một ít, một hai miếng nha. Thịt heo quay, ăn cái da dồn dồn ngon. Heo quay mà ăn với bánh mì cực kỳ ngon luôn. Đây là món sườn chiên khoai tây. Chưa ăn lần nào nên gấp ăn thử. Gấp luôn cho Brian luôn. Sợ mọi người nói sao mình ăn nhiều dữ vậy, gấp đầy dĩa vậy. Thì phải mỗi dĩa gấp một miếng ăn review chứ. Trời ơi, đây là cái nồi súp mình yêu thích. Rất là chất lượng mà rất là ngon luôn. Ăn kiểu này bạn bè mà xem YouTube lại quở tôi nữa rồi. Sao mà hôm nay phát tướng dữ vậy? Dạ, em có bầu đó mọi người. Mà là bầu đồ ăn nha. Cuộc sống mà mình cứ sống thoải mái ra một chút đi. Có lên lên cân một chút cũng có sao đâu. Cảm thấy tinh thần thoải mái vui vẻ là được rồi. Chứ bị body shame là cũng hơi mệt đó nghe. Thường thường chỉ khi đi những cái tiệc Việt Nam này mới có được nhiều đồ ăn Việt Nam mà mọi người nấu đồ ăn rất rất là ngon luôn. Mình thì thích thưởng thức và ăn những cái món ngon này. Cho nên có mập lên xíu hôm sau về mình tập thể dục nha. Bản thân của mình cảm thấy vui vẻ, thiệt là hạnh phúc khi ăn được những cái món ăn mình yêu thích. Đâu phải ngày nào mình cũng ăn được như vậy đâu. Đâu phải giống như ở Việt Nam đi ra ngoài đường là ăn được cái món mình thích. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng em với cái đồ ăn là như kiềng ba chân, trung thành với đồ ăn ngon. Brian thích ăn thịt heo quay, ăn keo da nó giòn, ăn béo béo nó ngon. Ổng đồ ăn gì ổng cũng ăn được hết trơn á, miễn là đồ ăn ngon, ăn hết. Bởi vậy hai vợ chồng em ở với nhau chỉ có lên ký trở lên thôi. Đến giờ rồi nha mọi người, đến giờ lên nóc nhà luôn rồi nghe. Trời ơi, mấy cái ly rượu dễ thương chưa, cho đèn chớp nháy lên cho nó fancy, lắc rượu nữa chứ. Trời ơi, chị chủ nhà là chơi hết mình, không say không về. Ở lại càng lâu càng tốt. Ở lại hát karaoke với chị. Ở bên Mỹ hay ở bên Việt Nam, ở đâu cũng vậy. Trước khi mà vô vô lên lên là phải cúng Facebook một cái rồi mới vô lên được. Vô nè mày. Happy day. 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 Happy day.
Graduation. Graduation. Yo. Bữa nay ra chơi sạch đứa nào ra. Tí nị. Đây cái cảnh hoàng hôn ở Mỹ đây mọi người. Mình ra hơi trễ một chút, gần xuống rồi. Vườn cây, vườn hoa đây, vườn vườn cây có táo tàu, rau ở phía trong nữa. Thích chập nữa xuống xem. Đương nhiên phải ăn trong hoàng hôn mới đẹp. Trời, bà chó bà bự dễ sợ chưa. Brian thích nuôi chó lắm luôn, nhưng mà mình nói nhà chưa có nhà không nên nuôi chó. Lily, train him. Her or him? Brian, her or him? Girl. This is girl? Ok. Chó cái. Mình sợ chó lắm. Nó mà tới nó hửi mình sẵn luôn á. Lily, come to Brian. Phải mê trai chứ em phải mê trai chứ. Oh. Oh. Smile. Wow, hoàng hôn nhìn đẹp quá. Yêu thích của mình nha mọi người, mình cực kỳ thích ăn gỏi, nên mấy bữa này rằng cái gỏi gà măng cụt á, nhìn mà thèm chảy nước miếng. Đây, gỏi ngó sen hải sản. Ngon. Ngon hết sức. Chua chua ngọt ngọt. Đã. Có miếng hầm tôm hả? Vừa ăn vừa ngắm cảnh nữa. Quá sức đẹp. Đây, có miếng gà chiên mắm. Ngon quá. Trời ở bên này đang se lạnh. Cuối tháng 5 rồi vẫn còn se lạnh nha mọi người. Hơi rần sâu in here. Trời, chủ nhà trồng cây đã quá. Có cây chuối nè, cây ớt nè, cây chanh nè, cây quật nè. Trời ơi, mình cực kỳ thích cây quật luôn. Cái bãi trống này nè mọi người, là cái sân golf nha mọi người, cho những người chơi golf á. Quá sức đẹp. Yeah, ngon quá đi. Ở phía trong nhiều người quá ngại ăn lại video nữa. Ra đây được thả cái nét ra ăn uống cho nó thoải mái. Hết tiết mục ăn uống là vô karaoke nha. Hai vợ chồng nhớ nghề quá, ngồi lắc bartender với ghê chứ. Mình lục nghề rồi mọi người ơi, 8 năm không làm lục rồi.